Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A và là cái phiên bản hatchback. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 bản 1.2. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp trong nước và được sản xuất năm 2019. Đây là một chiếc xe siêu lướt, có thể nói là siêu lướt vì chiếc xe mới chạy có hơn 6.000 km thôi. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 6.000 km rồi. Quả thật là nếu như quý vị và các bạn chưa xem xe thì có thể là nói là không thể tin được. Tại sao là chiếc xe này 2019 mà mới chạy có 6.000 km thôi. Nhưng quả thật là đúng như vậy, là chúng tôi vừa mới mua được, là chúng tôi đem ra đây để quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay và luôn bây giờ đây ạ. Chiếc xe mới chạy có 6.500 km thôi. Đúng là một chiếc xe siêu lướt thật sự đấy ạ. Ngay tại cái thời điểm này thì chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì rất là hot. Tại vì sao tôi nói là hot? Vì là vừa rồi giảm thuế cho nên là trong hãng bán liên tục, bán đến nỗi mà bây giờ trong hãng không còn xe để mà bán nữa. Chiếc xe này trong hãng hiện tại đang không còn xe giao. Và nếu như chiếc xe này mà ở trong hãng đang bán ra với giá là hơn 400 triệu đồng, nếu như quý vị và các bạn là chi phí xong để lăn bánh tất cả các thủ tục thì nó rơi vào khoảng 460 triệu đồng. Và bây giờ chiếc xe này chúng tôi chỉ bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới, mà nó lại tiết kiệm hơn chiếc xe mới đến khoảng 60 triệu đồng. Nói thật với quý vị và các bạn là quả là một cái lựa chọn hoàn hảo đấy. Đây là cái bản full option cho nên là xe đã được trang bị đầy đủ option hết tất cả rồi. Từ khóa thông minh, đèn nổ, start, stop cho đến đèn gầm, la răng đúc, tất cả đã được đầy đủ hết rồi. Cho nên bản này nó gọi là bản full option và là bản 1.2 phiên bản hatchback đấy ạ. Chiếc xe này rất là đẹp, không có gì để nói nữa vì là nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần ba đợt sốc trước của xe. Mặc dù là chiếc xe này tôi vừa mới mua xong và đem ra đây quay luôn ạ, không có rửa nữa đâu ạ. Và trên xe này cũng có vài điểm xước sát rất là nhẹ nhàng thôi, cho chủ xe đi để lại. Đây là cái phần ba đợt sốc sau của xe. Ba đợt sốc sau của xe tuy cũng có vài phần xước sát nhưng mà nó đã lăn bánh ở ngoài đường rồi, cho nên là nó xước sát thì không thể tránh khỏi được ạ. Và xe cũng đã được trang bị là cả cái lùi, camera lùi đầy đủ hết cả rồi đấy. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 và là cái bản 1.2. Đây thưa quý vị và các bạn, đó chính là bản 1.2, trang bị cảm biến lùi, camera lùi. Đây là cảm biến lùi đấy ạ. Cụm đèn pha của xe đây ạ. Cụm đèn pha thì rất là mới rồi ạ. Chiếc xe mới có lăn bánh được có hơn 6.000 km thôi thì nó còn không khác gì một chiếc xe mới ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này rồi ạ. Và gương chiếu hậu là gương cập điện. Đây là cái phần khóa thông minh của xe đây ạ. Khóa thông minh à, chạm tay mở cửa này. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, ốp các tay nắm cửa rồi ạ. Tất cả các tay nắm cửa này chủ xe cũng đã ốp hết lên rồi, rất là cẩn thận để chống xước đây ạ. Đây là chống xước, chủ xe đã ốp hết lên cái phần tay nắm mở cửa này. Là bản full cho nên xe đã được trang bị la răng đúc. Và la răng đúc của xe đây ạ, la răng đúc nguyên bản của xe. Và đây là cái lốp của xe đây ạ. Thưa mấy quý vị và các bạn, chiếc xe mới chạy có hơn 6.000 km thôi, cho nên là cái lốp của nó thì còn rất mới, rất đẹp như này đây. Lốp sơ cua chưa hạ, lát nữa tôi sẽ quay lốp sơ cua cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là cái tết lốp của xe đây ạ. Chiếc xe được lốp được sản xuất năm 2019. Đấy, tất cả còn nguyên hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Phanh đĩa thì cả bốn bánh rồi đây. Đây là phanh đĩa cả bốn bánh. Lát nữa tôi sẽ quay cái lốp sơ cua cho quý vị và các bạn cùng xem. Phanh đĩa cả bốn bánh đấy. Đấy là bánh sau, còn đây là bánh trước đấy ạ. Bánh trước cũng còn nguyên bản là rất đẹp mới như vậy đấy. Chạy có hơn 6.000 km thôi cho nên nó còn rất là mới. Đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái lốp sơ cua của xe đây ạ. Tất cả lốp sơ cua này, bộ đồ nghề, lớp sơ cua và bộ đồ nghề kích này, tất cả còn nguyên và chưa sử dụng một lần nào cả. Đây là cái lốp sơ cua này, còn rất là mới ạ. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Đây là cái phần cốp sau, tiện là tôi sẽ quay phần cốp sau cho quý vị các bạn cùng xem luôn này ạ.
ốc của cốp sau, tất cả cái ốc này của nó cũng còn nguyên bản. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có đâm đụng hay là chưa có ngập nước gì cả. Có nhiều người là tại sao thắc mắc là chiếc xe này đi ít thế mà chủ xe đã bán rồi. Và thực ra đây là một chiếc xe mà tôi đến tận nhà chủ xe để mua đấy ạ. Vì là chủ xe cũng nói là chồng mua cho vợ để đi, nhưng mà vợ không có nhu cầu sử dụng mấy vì đi làm ở gần ngay nhà. Vợ là giáo viên và đi dạy ở gần trường học gần ngay mấy nhà, cho nên là không sử dụng đến xe ô tô, cho nên là mới bán. Chủ xe bảo để không sử dụng, để lâu nó mất giá cũng phí nên phải bán thôi, chứ còn mua chiếc xe này về chỉ có để một chỗ không sử dụng đấy. Nhìn về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì còn rất là mới, tuy có đôi chỗ xước sát, nó cũng chỉ gọi là xước sát theo kiểu xước lông mèo thôi, cho nên chúng tôi cũng không đánh bóng mà cũng không làm gì cả để nó còn nước sơn nguyên bản của xe đấy ạ. Chiếc xe này tất cả còn nước sơn 100% là nguyên bản, chưa sơn lại một chỗ nào cả, chưa có một vết sơn mới nào cả, tất cả là còn nguyên bản của xe đấy. Chiếc xe này được từ nhà máy ra như thế nào thì nó còn nguyên như thế vậy, chỉ được trang bị thêm biển số thôi ạ. Và chiếc xe này đăng ký biển Hà Nội rồi, cho nên bây giờ quý vị và các bạn có thể sang tên trong Hà Nội này thì không mất tiền biển và tiết kiệm được rất là nhiều ạ, vì có 2% thuế trước bạ nữa thôi. Cho nên là quý vị và bạn có thể yên tâm để mua chiếc xe này sử dụng, vừa bền, vừa tốt, vừa như mới mà lại tiết kiệm được rất là nhiều tiền ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đều xe, vì chiếc xe mới chạy có hơn 6.000 km thôi. 6.000 km này thì nói thật với quý vị và các bạn, nó chưa hết rốt đa luôn ạ. Chiếc xe ô tô có thể chạy đến vài vạn, 10 vạn trở lên thì nó chưa thành vấn đề gì cả, nhưng chiếc xe này có chạy có 6.500 thì đúng là chưa hết rốt đa. Bây giờ thì tôi sẽ quay và giới thiệu về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Chắc chiếc xe này thì tôi sẽ không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn rồi, vì nó có một từ để tả cho nó thôi là nó rất là mới. Tất cả còn mới nguyên hết ạ. Tất cả còn mới nguyên hết. Và nó là cái phiên bản này là bản đủ rồi. Được trang bị là vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy. Tất cả là còn rất là mới. Ghế da này rồi, ghế da nguyên bản. Và nó còn mới còn đẹp như thế này đấy ạ. Quý vị và các bạn xem qua thì cũng biết là chạy có 6.500 thôi ạ, 6.500 km thôi, cho nên nó còn rất là đẹp ạ. Ghế da này còn mới, không khác gì một chiếc xe mới. Nếu như quý vị các bạn mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Và lại chủ xe cũng đã làm lên, lắp thêm những cái bậc cửa này. Bậc cửa này bằng inox chủ xe đã lắp thêm để chống xước đấy ạ. Và cái bộ thảm rất là đẹp ạ. Bộ thảm này rất là xịn và đã lót sàn rồi đấy ạ. Lót sàn da này, lót sàn da này, thảm này, dán phim cách nhiệt. Chủ xe cũng đã làm hết tất cả rồi. Quý vị và các bạn nếu mua chiếc xe này thì cũng không cần phải làm cái gì cả, bất cứ việc cái gì để làm ạ. Đây, vừa mới nhắc bảo dưỡng định kỳ là 5.000 km đây. Chiếc xe vừa mới chạy được hơn 6.000 km. Đây là cái phần nội thất ở phía sau của xe. Tất cả cũng còn rất là mới ạ. Chủ xe đi là cũng rất cẩn thận, lắp ốp bậc cửa inox để chống xước này. Thảm xịn này, lót sàn da đầy đủ hết cả rồi. Và cái nội thất ở ghế sau này thì chưa có người ngồi luôn, chưa có người ngồi là cái hàng ghế sau này, cho nên nó còn rất mới như này đấy ạ. Không phải giới thiệu nhiều cho quý vị các bạn cùng xem đâu ạ, vì quý vị các bạn có thể biết được đấy, tất cả trần này còn rất là mới. Một số chỗ còn chưa bóc ni lông cơ ạ. Đây, những cái này là còn chưa bóc ni lông ạ, trên xe đấy. Rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông. Đây, quý vị các bạn có thể xem trên xe này, rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông để quý vị và các bạn cùng thấy được là nó quá mới. Chiếc xe này quá mới vì mới lăn bánh được có hơn 6.000 km thôi. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 1.2 phiên bản hatchback này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đây là cái phần táp bi cửa bên phụ đây, táp bi cửa trước bên phụ, tất cả còn rất mới này. Bậc cửa đây, ốp chrome chủ xe đã lắp thêm. Và cái phần ghế này, ghế cũng rất là mới ạ.
vì mới chạy được có hơn 6.000 km thôi. Và chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn cái đồng hồ này là chúng tôi không bao giờ tua nhé, tại vì là chiếc xe này còn bảo hành, còn bảo hành tại hãng, cho nên chúng tôi sẽ không tua. Nếu động vào đồng hồ, tua đồng hồ thì nó sẽ mất bảo hành. Cho nên nếu như quý vị và các bạn không yên tâm, quý vị và các bạn chưa tin tưởng, thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi vào hãng Hyundai, bất kỳ đại lý Hyundai nào để test về chiếc xe này. Ok thì chúng ta sẽ làm việc về giá cả và mua bán. Ngay sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần tablo của xe đây. Tablo cũng như là option của xe. Đã có tín hiệu vệ tinh. Xe là cái phiên bản full option, cho nên là đã được trang bị khóa thông minh này. Khóa thông minh này. Đèn nổ start stop. Vô lăng bọc da. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đây là tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đồng hồ của xe đây thưa quý vị và các bạn, mới chạy có 6.577 km thôi ạ. Đấy, chiếc xe này gọi là siêu lướt đấy ạ. Trên thị trường chắc là không có chiếc xe nào chạy ít như thế này đã bán đâu ạ. Chúng tôi vừa mới mua được là chúng tôi đem ở đây quay lên cho quý vị và các bạn xem luôn. Và chúng tôi chưa rửa, chưa làm gì cả, bất cứ làm cái gì cả. Đây, màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi, có cả GPS, bản đồ dẫn đường đấy ạ. Đầy đủ hết các tính năng rồi. Ở cái phân khúc xe hạng A, phân khúc ít tiền, và chiếc xe cũng đã được trang bị cơ bản về option rồi quý vị và các bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm với chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và quý vị các bạn đăng ký kênh sẽ được xem những chiếc xe mới nhất, những chiếc xe đẹp nhất mà chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi sẽ đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của xe. Hyundai đã trang bị chiếc Grand i10 này là một cái động cơ 1.2 lít. Đây chính là cái động cơ 1.2 lít này, và là cái phiên bản đủ 1.2. Và động cơ này thì còn rất là mới nhé. Chiếc xe này chủ xe đăng ký năm 2019, cho đến bây giờ thì đã được 1 năm sử dụng rồi. 1 năm sử dụng nhưng chủ xe mới có lăn bánh được hơn 6.000 km thôi. Cho nên là chiếc xe này để ở nhà, để trong gara là chính. Cho nên là máy móc tất cả nó còn bẩn như thế này đây. Nó còn bẩn thôi thưa quý vị và các bạn ạ. Nếu như tôi đem đi dọn chiếc xe này, chúng tôi dọn CO2 đi thôi, thì nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Đây, ở cái bình ắc quy này còn nguyên bản, và chữ bóc ni lông cho tất cả này còn rất là đẹp đây ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi không những chúng tôi cam kết, mà chúng tất cả về động cơ của chiếc xe này hay tất cả về chiếc xe này thì chúng tôi cũng đều cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết đẹp. Quý vị các bạn có thể xem đấy. Tuy là chiếc xe này nó có hơi bẩn một chút thôi nhưng tất cả nó còn nguyên bản hết đấy. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần ốc của cabo. Đây là cái phần ốc của cabo đây ạ. Tất cả nó cũng còn nguyên bản hết. Tất cả đều nguyên bản hết cả đây ạ. Quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm, vì là chúng tôi có thể bao check hãng tất cả các hãng, các đại lý ở tại Việt Nam mình luôn, vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc Hyundai Grand i10 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip và đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.